Ok Chào mừng anh em và chào mừng bạn đã quay trở lại với channel của mình Trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người chúng ta tiếp tục chúng ta cập nhật về thị trường Và chúng ta sẽ cập nhật về xu hướng của Bitcoin nhé Hello anh em Mọi người xem video, mọi người nghe âm thanh có rõ không ạ? À, anh em nào mà nghe âm thanh rõ thì mọi người comment số 1 giúp mình nhé anh em nhé à, để mà tham gia vào telegram cũng như là tham gia vào group facebook của mình thì các bạn có thể xuống cái phần mô tả của video và có thể tham gia vào nhé anh em nào chưa có tài khoản giao dịch của sàn UKX, của sàn Bybit, của sàn Bitget hoặc là chưa có sàn tài khoản giao dịch thì em có thể đăng ký. Thì link đăng ký thì mình có để ở cái phần mô tả của video. Và các bạn có thể đăng ký để chúng ta giao dịch mọi người nhé. Ok, để bắt đầu cái buổi phân tích thị trường ngày hôm nay thì anh em có thể ấn giúp mình một like video. Quay trở lại với cái thị trường crypto của chúng ta trong cái buổi sáng ngày hôm nay Ngày mùng 6 tháng 4 Trong cái buổi sáng ngày, ngày hôm nay ngày mùng 6 tháng 4 Khi mà mình đang ngồi cập nhật thị trường và mình đang ngồi phân tích thị trường của mọi người Thì Bitcoin hiện tại đang giao dịch ở mức 67.800 đô Về xu hướng của thị trường và về xu hướng của Bitcoin thì hiện tại thì Bitcoin 3 thì nó chạy thực sự nó trong thời gian vừa qua thì thị trường của ta thực sự nó chạy khá là sát cái plan của mình Uh, chúng ta sẽ nhìn vào cái tổng quan chung thì trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta có những cái điểm vào hàng và chúng ta có những cái điểm mua của Bitcoin ở vùng 17.000 đô chúng ta có những cái điểm vào hàng và chúng ta có những cái điểm mua mà trước đây mình có cô với mọi người và mình có côn anh em ở trong nhóm của mình ở vùng 22.000 đô rồi chúng ta tiếp tục chúng ta có những cái điểm vào hàng và chúng ta có những cái điểm mua ở vùng 25 cho vùng 28.000 đô nhưng mà chúng ta nhìn vào cái tổng quan chung thì uh, tất cả ba vùng giá này thì, hiện tại thì anh em chúng ta hiện tại chúng ta vẫn đang có cái lợi nhuận và chúng ta vẫn đang có một cái mức tăng trưởng cực kỳ tốt thậm chí là như anh em nào mà theo trường phải holder thì mọi người có những điểm vào hàng của mình thì bây giờ tối thiểu anh em cũng phải tăng trưởng tài khoản khá là nhiều anh em nào mà mua được những lần bên dưới này thì hiện tại nó còn tăng rất là lớn cơ Thế nên là chúc mừng những anh em nào mà mọi người vẫn đang có những cái vị thế tốt chúng ta vẫn mua được ở cái vị thế tốt bên dưới cùng mình và đến ngày hôm nay thì chúng ta vẫn duy trì và chúng ta vẫn có một cái mức lợi nhuận rất là lớn Ờ, thậm chí là với anh em mà biết đến mình sau này Nhưng anh em mà biết đến mình muộn thì ở cái vùng giá bên dưới này là vùng 43 000 đô Thì mình vẫn tiếp tục mình côn anh em đi mang đến tàu thì Vì tổng quan chung về tất cả những vị thế ngày hôm nay thì mọi người vẫn đang duy trì Và chúng ta đang có một cái mức lợi nhuận cực kỳ ấn tượng Thế nên là chúng ta cố gắng là năm nay Chúng ta vẫn tiếp tục chúng ta duy trì và chúng ta làm sao Chúng ta có thể tận dụng những con sóng tăng trưởng của thị trường để chúng ta có được kiếm được tiền nhé. Ờ, thời điểm này thì mình sẽ khảo sát qua một chút là hiện tại thì anh em chúng ta đang cầm hàng hay là anh em nào chúng ta đang cầm USDT Và cái tỷ trọng anh em đang cầm nào thì một cái comment bên dưới giúp mình nhé Anh em nào cầm 30% hàng, 50% hàng, 70% hay là anh em đang cầm full hàng thì mới có thể comment cho mình ở bên dưới nhé. Để xem thời điểm này thì anh em chúng ta đang cầm cái gì trong tài khoản Về xu hướng của thị trường thì chúng ta sẽ nhìn vào cái tổng quan chung nào sau khi mà những cái điểm mà chúng ta có vào hàng ở bên dưới này đó sau khi những cái điểm vào hàng chúng ta vào bên dưới này thì Bitcoin tạo một cái đà tăng trưởng rất là ấn tượng và nó đạt được cái mốc 74.000 đô 73.000 đô trong cái Tân vừa qua thì gần đây nhất nếu mà chúng ta anh em mà chúng ta nhìn được sự khách quan thì chúng ta có một cái điểm thoát hàng khá tốt ở vùng 73.000 chính xác nó là vùng 73.000 đô 73.200 đô thì sau khi mà chúng ta có bán ra thì chúng ta thấy rằng một cái nhịp một cái nhịp giảm của thị trường rơi xuống vùng sâu nhất là vùng 60 000 đô và sau đó Bitcoin tiếp tục dập dỉnh quanh vùng giá này. À, sau đó thì uh, hiện tại thì thị trường ta nó vẫn đang sập trờn thôi. Nhưng mà chúng ta có những vị thế bán ra ở đây, những vị thế bán ra ở đây. Thì thực sự là như anh em nào mà bán ra được thì chúng ta đã tránh được một cái con sóng giảm của thị trường rất là lớn trong cái thân vừa qua. Bitcoin hiện tại thì nó cũng đã giảm so với cái điểm mà chúng ta bán ra, nhưng có một cái điều là nếu như mà anh em mà chúng ta nhìn sang Ancoin thì bạn ta thấy rằng là Ancoin có một cái sự sụt giảm cực kỳ mạnh. Bitcoin thì giảm tương đối là ít đúng không ạ? Nhưng mà nếu như mọi người nhìn sang Ancoin thì mọi người thấy rằng gì ạ? So với cái điểm mà mình bán ra thì Ancoin giảm rất mạnh. Và thậm chí là để bây giờ những cái đồng Ancoin nó lại tăng trưởng lên được cái giá mà chúng ta bán ra thì nó phải đạt cái mức tăng trưởng khoảng 30 50% thì nó mới tăng trưởng được. Chúng ta lấy một cái ví dụ điển hình là OP nhé OP thì sau khi mà chúng ta có một cái điểm bán ra và chúng ta có một cái điểm cắt out cực kỳ tuyệt vời đúng không ạ? Ở phía bên trên này. Thì bây giờ để mà OP mà nó có thể quay trở về những cái điểm mà anh em bán ra thì nó cần phải tăng đến tận 60% Thì nó mới quay trở về cái giá mà anh em bán ra Thế nên nếu mà chúng ta nhìn vào cái tổng quan chung thì anh em thấy một cái điều đó là Cái điểm mà mình côn anh em chúng ta bán ra, cái điểm mà mình côn anh em chúng ta thoát hàng Thì thực sự nó là một cái điểm rất tốt Nó tốt đến cái mức mà bây giờ để mà những cái đồng an coi và OP có thể quay trở lại giá đó Nó phải tăng trở đến 60% thì nó mới quay trở về được cái giá mà anh em chúng ta bán ra Thế nên là chúc mừng anh em chúng ta đã thoát được cái con sóng giảm này Chúc mừng anh em mà chúng ta đã cùng mình trong cái năm 2023, 2024 Chúng ta đã tận dụng được những con sóng, chúng ta đã tăng mức tăng trưởng như anh em ở trong nhóm của mình Một người đã tăng trưởng tối thiểu là từ mức nhân 2 cho đến nhân 3 lần tài khoản rồi Và không những là chúng ta tăng trưởng được cái tài khoản trong những thời gian vừa qua mà chúng ta còn bảo vệ được cái thành quả Có nghĩa là các bạn đánh từ 10.000 đô, các bạn đánh lên 20.000, đánh lên 30.000 đô Nhưng mà cái vấn đề đây đối như là chúng ta bảo vệ được cái số tiền chúng ta kiếm được Thì đấy là một sự rất là thành công và thực sự đấy là một cái điều gì đấy mà mình cảm thấy rằng là chúng ta quá quá thành công rồi thì năm nay chúng ta sẽ cố gắng chúng ta duy trì tại vì năm nay cái cơ hội nó rất là nhiều và năm nay nó là cỗ rất là lớn chúng ta sẽ cố gắng chúng ta tận dụng ờ, hoặc là anh em có thể nhìn một số đồng coi như là APT này APT rất nhiều những đồng coi hiện tại nó đang tạm cái là giảm đó những cái đồng ngân coi hiện tại của chúng ta nó đang tạm cái là giảm những cái điểm cắt ao chúng ta vùng trên này đến tận đây thị trường nó giảm về tận đây có nghĩa để mà nó quay trở về những cái giá mà chúng ta bán ra nó cần phải tăng trưởng rất nhiều nó thế nên là đến ngày hôm nay thực sự anh em nào chúng ta muốn vào hàng chúng ta có thể chia bốn ra chúng ta vào dần. Tại vì chúng ta có cái vị thế tốt hơn những cái anh em chúng ta đu đỉnh ở phía bên trên. Chúng ta có cái vị thế cực kỳ tốt khi mà chúng ta đã bán được ra sau đó thị trường những đồng ăn con nó giảm được 3% cho đến mức chia hai. Thì mình nghĩ rằng đấy một sự thành công rất lớn của chúng ta trong cái thời điểm này. Thì năm nay chúng ta cố gắng chúng ta tận dụng mọi người nhé. Ok, bây giờ mình sẽ nhìn tổng quan chung về xuống của Bitcoin sau đó mình sẽ update thị trường mọi người một chút nhé anh em nhé. Về hướng của thị trường này, về xuống của thị trường thì bitcoin hiện tại của chúng ta nó đang chạy theo đúng cái plan của mình nếu mà anh em mà để ý, thị trường của chúng ta trong cái tuần vừa qua nó chạy cực kỳ sát sao cái sóng của mình khi mà thị trường của chúng ta ở trên cái xuống của h 4 ở cái vùng giá bên dưới này nó tạo một cái nhịp hồi nếu cái vùng bên trên này khi mà thị trường của chúng ta nó đang hình thành những cây nền xanh thì mình có bảo với anh em rằng đây là một cái phiên phá đỉnh phá bẫy giả nó là nó nó tạo nó phá bẫy đỉnh giả để cho anh em chúng ta có một cái thiên hướng chúng ta sẽ view thị trường lên và đúng thực sự những cái điều mà mình nhận định với anh em khi mà nó còn chưa hình thành cái sóng giảm này cơ mà nó đang đẩy lên mình đã dự đoán với anh em như vậy rồi và tất cả những cái nhận định của mình hiện tại đến ngày hôm nay nó xảy ra và bitcoin hồi hồi đây nó đã chập chờn và nó tiếp tục nó tạo một cái đà bán xuống về xuống của H1 thì mình có đưa ra với anh em nói là bitcoin ra nó sẽ phá vùng 68 000 đô sau khi bitcoin phá xuống vùng 68 000 đô thì anh em đã để ý là bitcoin xuống vùng 68 000 đô sau đó nó xảy ra phản ứng giá hồi lên nó chạy cực kỳ sát sao giống của mình nhá đó. Và sau đó thì mình tiếp tục mình còn nói với anh em là Bitcoin về 68 thì Bitcoin nó sẽ rơi về vùng 64.000 và sau đó thì anh em chúng ta đã nhìn thấy Bitcoin giao dịch ở cái nền giá 64.000 đô rồi. Thế thực sự là cái plan và cái kịch bản của mình nó đã và đang xảy ra. Khi mà Bitcoin nó rơi về vùng 64.000 đô xong thì mình còn view với anh em rằng là Bitcoin nó sẽ hồi lên vùng 67 cho đến 68.000 đô và Bitcoin cũng đã hồi lên vùng 67 đến 68.000 đô rồi. Thậm chí là trong ngày hôm qua nó còn hồi phục còn mạnh hơn, cơ nó còn hồi lên tận 69.000 đô cơ đó thế nên là cái kịch bản hồi của mình nó đã và đang xảy ra rồi dạng này thì anh em sẽ cần phải follow sát thị trường giúp mình à, hiện tại thì chúng ta đang có một cái vùng hỗ trợ của bitcoin ở bên dưới này là vùng 64 000 đô trường hợp nếu mà thời điểm này mà bitcoin chúng ta nó rơi về về và nó phá qua vùng 64 000 đô thì gần như là cái cửa mà bitcoin về đầu năm nó sẽ trong tầm tay thôi đó thì cái này chúng ta cần phải follow mốc 64.000 đô hiện tại nó trở lên một cái mốc quan trọng nó quan trọng giống như cái mốc 68.000 đô trước đây thì em cần phải follow mà anh em sẽ bám sát giúp mình nhá thời điểm này thì thị trường của chúng ta nó đang chạy cực kỳ sát cái plan của mình ok thời điểm này thì mình sẽ tư vấn cho anh em một chút là anh em nào mà đang cầm hàng anh em cầm đô thì có thể comment bên dưới giúp mình nhé thời điểm này thực sự là chúng ta có một cái vị thế thoát ra khá là đẹp chúng ta bảo vệ được cái thành quả rất tốt mà gần như là đa phần các cộng đồng đều đang đu ở phía bên trên ở thời điểm này nếu mà anh em mà chúng ta đánh đầu tư dài hạn thì chúng ta vẫn có thể chia vốn ra chúng ta mua tại vì thực sự là so với cái điểm mà anh em bán ra thì thị trường và ăn coi nó giảm khá là nhiều rồi tất cả những cái đồng an coi em nhìn này nó đều giảm rất nhiều thậm chí là một số những đồng an coi như là id nó còn đang chia hai thế nên là anh em nào đánh đầu tư dài hạn thì chúng ta cứ chia vốn chúng ta giải vốn ra chúng ta đánh từ từ thì cũng là một cái chiến lược mà theo mình là hợp lý ở thời điểm này anh em nào mà chúng ta đánh trung hạn thì chúng ta cũng có thể phân bổ trước một phần thì chúng ta sẽ tính toán vị thế tính toán rủi ro để chúng ta phân bổ giúp mình nhá cái đấy là tùy vào cái chiến lược chơi và chiến lược đánh của anh em thôi còn thời điểm này nếu mà anh em làm mà chúng ta cầm đô thì chúng ta phải chấp nhận nói là thị trường trong trường hợp mà nếu như mà nó không xuống thì có thể là sau này các bạn sẽ bị đỡ tàu hoặc là các bạn sẽ phải mua ở một cái vị thế khác thì thực ra là anh em thời điểm này anh em chọn cái cách chơi là cũng được nếu mà đánh đầu tư dài hạn thì mình khuyến khích anh em là chúng ta tiếp tục chúng ta thu mua dần là chúng ta trung bình giá và chúng ta gom trong cái thời điểm sắp tới để sau này khi mà thị trường nó bước vào cái mùa sóng mới thì anh em chúng ta sẽ có một cái kết quả cũng như là có một cái thành quả rất là lớn anh em nào mà muốn chơi ăn coi nó sát hơn này thì anh có thể xuống phần mô tả gọi đăng ký vào trong nhóm premium hoàn toàn miễn phí thôi anh em nào mà chúng ta vùng lớn và thứ hai là anh em nào chúng ta qua một cái thời gian follow mọi người đồng điệu về cái lối chơi của mình và thực sự là anh em chúng ta muốn có một cái lộ trình có một cái chiến lược đánh đầu tư dài hạn và chúng ta muốn đi theo đúng cái plan chuẩn của mình thì anh em nhớ uh, anh em có thể đăng ký vào trong nhóm VIP nhưng mà nhớ là anh em cần phải đồng điệu với cái lối chơi, cái lối tư duy của mình. Còn nếu mà anh em nào đầu tư theo kiểu bô, đầu tư theo kiểu con bạc, đầu tư theo kiểu bản năng hoặc là anh em mới follow mình thì nó sẽ không phù hợp đâu. Nhóm của mình thì đa phần là toàn những anh em đi với mình từ 2021, hai Còn những anh em mới thì không có nhiều. Thế nên là anh em sẽ cần phải follow mình kỹ. Tại vì cái lối chơi của mình thì nó không phải ai cũng phù hợp và không phải ai thì cũng sẽ phù hợp với cách chơi của mình. Thế nên là nếu mà anh em mà chúng ta phải đồng điệu với mình thì mới đăng ký vào. Qua thời gian nếu như mà anh em mà chúng ta có lợi nhuận thì anh em đăng ký vào đánh nó sẽ yên tâm hơn. Tại vì ví dụ như cái đơn giản trong cái con sóng vừa qua thôi, anh em nào mà vốn tầm 10.000 đô thôi, hay là vốn tầm 5.000 đô thôi mà anh em mà không cắt đau được ấy mà anh em ôm bánh cái mã mà nó tụt 30%. Vốn anh em 10.000 đô là anh em bị mất 3.000 đô rồi. Nó rất là nhiều. Thậm chí là anh em vốn to hơn 20.000 đô, em có thể bay mất tầm 5 đến 7.000 đô đó rất là nhanh. Thế nên là nếu mà anh em vào thì nó sẽ cẩn thận hơn Tham gia vào trong nhóm thì sẽ có những cái buổi zoom định hướng Định kỳ vào thứ ba Thì những cái buổi zoom như vậy thì mình sẽ chia sẻ cái chiều sâu trong thị trường Đó, Những cái buổi zoom ngày hôm thứ ba mà anh em trong nhóm mà chưa xem Thì mới người xem lại giúp mình nhé Được không ạ Tất cả cái link đăng ký mình có để cái phần mô tả của video này này Em nào mà chưa đăng ký gọi đăng ký vào này Phải tham gia vào Telegram cũng là tham gia vào group Facebook anh em nhé Ok, trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì mình tranh thủ mình update thị trường và mình cập nhật thị trường với anh em một chút thôi. Với tổng quan chung thì chúng ta có một cái vị thế bán ra rất là tốt. Nhưng anh em mà holder thì có cái vị thế vào hàng từ những thời điểm ban đầu mình côn thì chúng ta vẫn có thể gồng lời. Sắp tới nếu như thị trường có nhịp điều chỉnh thì chúng ta có thể lên tàu tiếp và chúng ta có thể mua thêm. Nhưng anh em mà chúng ta đánh trung hạn chúng ta muốn vào thì chúng ta cũng có thể vào trước một phần, mình vào ít thôi, vào vừa, vừa thôi. Đó. anh em mà rủi ro mà anh em không chấp nhận được thì chúng ta vào ít, còn anh em nào mà chấp nhận được rủi ro nhiều thì chúng ta vào nhiều, được không ạ? Ok. Và trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì mình sẽ update thị trường mọi người như vậy một chút. Và hy vọng là những cái góc nhìn của mình có thể cho anh em thêm một cái góc nhìn để chúng ta quyết định khi mà đầu tư. Và video ngày hôm nay của mình cũng sẽ kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại mọi người trong cái video tiếp theo. Bye mọi người nhé.